Cũng phải 8 năm rồi mình mới có dịp trở lại bang Sabah, vùng đất cực đông ở Malaysia. Những năm trước, kế hoạch trở lại Sabah nói chung và Kota Kinabalu nói riêng bị hủy do đại dịch. Lần này, mình vô cùng háo hức trở lại với hành trình gồm 2 chuyến bay của Malaysia Airlines từ thành phố Hồ Chí Minh đi Kota Kinabalu với một điểm quá cảnh ở Kuala Lumpur. Trải nghiệm bay cũng thật thú vị với nhiều điểm mới trong dịch vụ của Malaysia Airlines như giải trí và ẩm thực trong cả 4 chuyến bay. Các bạn cùng theo dõi hành trình bay đến Kota Kinabalu với Travip nhé! Xin chào các bạn, đây là Trip đây. Và hôm nay thì mình lại có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất và đây là nhà ga quốc tế. Hôm nay thì mình sẽ có một cái hành trình cũng khá là thú vị, đó là bay đến Kota Kinabalu ở bang Sabah của Malaysia. Thì cái nơi này nằm ở miền đông Malaysia. Và hiện nay thì từ thành phố Hồ Chí Minh chưa có đường bay thẳng đến đây, cho nên là hôm nay mình sẽ bay 2 chặng với Malaysia Airlines. Bây giờ thì mình vào làm thủ tục đã nha. Và hôm nay thì mình sẽ làm thủ tục ở đảo F, Malaysia Airlines. Khi mua vé hạng phổ thông của Malaysia Airlines, các bạn có thể lựa chọn nhiều hạng vé với các quyền lợi và mức hành lý ký gửi đi kèm như là 10, 20 hay là 35kg. Riêng hạng phổ thông linh hoạt hay Economy Flex có được làm thủ tục ở quầy ưu tiên lên máy bay và ưu tiên nhận hành lý trước. Và hôm nay thì mình sẽ bay 2 chuyến bay. Chuyến bay thứ nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh đi Kuala Lumpur. Và tại đây thì mình sẽ quá cảnh khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và sau đó thì mình sẽ bay tiếp từ Kuala Lumpur đến Kota Kinabalu ở bang Sabah ở miền đông Malaysia. Và hôm nay thì là một cái hành trình cũng khá đặc biệt, bởi vì mình sẽ có một cái hành trình quá cảnh, một chuyến quốc tế quá cảnh sang một chuyến nội địa. Và có thêm một cái lưu ý nữa, đó là so với thời gian trước đây khi đi Malaysia các bạn không cần phải khai báo nhập cảnh. Tuy nhiên gần đây thì Malaysia có đưa ra một quy định mới là khi mà vào Malaysia thì các bạn phải khai báo nhập cảnh điện tử, giống như là cách chúng ta đi Singapore vậy. Cho nên là các bạn cũng lưu ý là trước khi bay thì các bạn nhớ là khai báo nhập cảnh điện tử nha. Cái đường link thì mình sẽ để bên dưới màn hình ở đây. Và các bạn có thể khai báo 3 ngày trước khi bay. Bây giờ thì mình sẽ vào khu vực làm xuất cảnh nha các bạn. Và nói chung là buổi sáng thì cũng khá là đông, cho nên mình khuyên các bạn là nếu các bạn bay quốc tế thì các bạn nên ra sân bay sớm 3 tiếng so với giờ máy bay khởi hành để mình kịp làm các thủ tục hàng không, an ninh soi chiếu cũng như là xuất cảnh ha. Giờ mình đã làm thủ tục xong rồi, bây giờ mình sẽ xuống luôn thẳng cửa số 26 để mình đợi máy bay luôn ha. Lúc này, chiếc Boeing 737 của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur đang chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện Boeing 737 là đội bay chủ lực của Malaysia Airlines với 44 chiếc, bao gồm cả Boeing 737-800 và Boeing 737 MAX 8. Năm nay cũng là tròn 10 năm mình bắt đầu bay với Malaysia Airlines luôn. Tổng cộng thì mình đã bay với hãng là 42 chuyến đến những điểm đến nội địa của Malaysia, cũng như những điểm đến quốc tế như là Nepal, Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives, Singapore. Cuối giờ thì chuyến bay đổi sang cửa số 27 nhưng mà cũng ngay kế cửa 26 thôi. Bây giờ thì mình lên máy bay các bạn. Điều ấn tượng đầu tiên khi mình lên máy bay đó là khoang máy bay đã được lắp đặt ghế mới, nhìn sáng sủa và thanh thoát hơn.
Thực ra thì loại ghế này đã được lắp đặt trên Boeing 737 của Malaysia Airlines từ năm ngoái rồi và được triển khai dần trong đội bay của hãng. Lần trước mình đi Sri Lanka với hãng vào tháng 5 năm 2023 thì vẫn chưa được trải nghiệm loại ghế này, nên đối với mình lần này đi thì nội thất mới vẫn đem lại một sự mới mẻ. Chiếc máy bay này có tổng cộng là 174 ghế, trong đó có 12 ghế hạng thương gia và 162 ghế hạng phổ thông. Các ghế được bọc da màu xanh đậm với mặt sau ghế màu trắng. Và đây là khu vực ghế ngồi của mình nha các bạn. Ở đây thì mình thấy có một cái khu vực để mình sạc nè. Và đây mình thấy có cái hay á, các bạn biết cái gì không? Ngoài cổng sạc USB-A còn có một cái cổng sạc USB-C nữa. Thì hiện nay những cái cổng sạc USB-C này rất thông dụng nè, cho nên là hãng cũng đã cập nhật. Cái này mình thấy rất là hay nha. Và đây là một cái đặc điểm trong cái ghế mới của tàu bay Boeing 737 của Malaysia Airlines. Ở đây thì mình thấy có một cái gì lạ lạ đây, để mình mở xem. À, rồi hiểu rồi. Đây là cái để mình cài các thiết bị điện tử hoặc là mình cài iPad để mình xem phim ngày kia các bạn này. Đó. Cái bay này sẽ không có màn hình giải trí nha, nhưng mà mình thấy ở đây thì là các bạn có thể sử dụng các cái thiết bị điện tử của mình để các bạn có thể truy cập vào hệ thống giải trí không dây của máy bay. Đó. Các bạn có thể dùng máy tính, điện thoại, máy tính bảng nó được hết nha. Lát nữa mình sẽ thử cái này. Và cái hệ thống wifi này các bạn là không kết nối được internet nha, chỉ là kết nối vào hệ thống giải trí của máy bay thôi, không vào được internet nha. Và ở đây thì họ cũng có nhắc nhở nè, là khi mà nghe hoặc là xem phim hoặc là tận hưởng hệ thống giải trí thì nhớ đeo cái headphone vô, đeo tai nghe vô để tránh làm phiền người khác. Đây là cái bàn ăn như bình thường thôi. Máy bay cất cánh, thời gian bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Kuala Lumpur được phi hành đoàn thông báo là 1 giờ và 40 phút. Sau khi máy bay ổn định độ cao, mình lấy iPad ra, cài thử lên giá đặt thiết bị điện tử. Các bạn lưu ý là các thiết bị phải được đặt ở chế độ máy bay nhé và có thể bật tính năng Wi-Fi. Thêm lưu ý nữa đó là nhớ sử dụng tai nghe khi xem phim, nghe nhạc để tránh làm phiền hành khách xung quanh. Nếu các bạn có lưu sẵn phim hay video trên thiết bị thì cũng có thể xem. Giá đỡ thiết bị này ngang tầm mắt nên khi xem cũng khá thoải mái, không bị mỏi cổ. Trên máy bay có hệ thống Wi-Fi nhưng mà không dùng để kết nối Internet mà chỉ dùng để truy cập vào hệ thống giải trí của máy bay. Các bạn có thể truy cập vào hệ thống này để xem kho phim, chương trình truyền hình, nghe nhạc hay là podcast của hãng. Lúc này, các tiếp viên cũng bắt đầu đẩy xe đi phục vụ bữa trưa cho hành khách. Với bữa trưa ở hạng phổ thông, hãng phục vụ hai lựa chọn cho món nóng. Lựa chọn thứ nhất là cơm gà kho ớt xả rất là thơm. Món này của bạn đi cùng mình có nếm thử thấy rất là ổn nha. Trái cây ăn hãng cũng phục vụ bánh mì tròn và bơ. Phần tráng miệng có trái cây cắt lát, bao gồm dứa hay là trái thơm, đu đủ, dưa hấu và một miếng bánh ngọt. Ngoài ra, mỗi suất ăn còn có lạc hay là đậu phộng rang muối và một chai nước 330ml. Quả là một khay ăn hạng phổ thông đầy đặn. Còn đây là lựa chọn thứ hai cho món nóng, cũng là lựa chọn của mình, đó là cơm với hải sản. Phần cơm này có cá và tôm, và nếu như bạn thắc mắc là suất ăn này có miễn phí hay không, thì câu trả lời là suất ăn đã kèm trong tiền vé rồi. Tất cả hành khách sẽ được phục vụ mà không cần phải trả thêm chi phí. Bây giờ thì mình bắt đầu ăn thôi. Có một điểm khác so với thời gian trước đây khi bay giữa Việt Nam và Malaysia là các suất ăn được để trong hộp giấy thì hiện nay suất ăn đã được trình bày trong khay và có nhiều món hơn. Đây cũng là điểm mình rất ưng trong hành trình lần này. Món cơm hải sản của mình rất ổn với hương vị nhẹ nhàng, kết thúc bữa ăn với trái cây và bánh ngọt, nhâm nhi tách trà nữa là trọn vẹn. Giờ thì mình ngồi đợi máy bay hạ cánh thôi.
Trong lúc đợi thì mình cũng xem qua tạp chí của hãng, tham khảo chút về độ bay của hãng, bao gồm cả Airbus A350-900, Airbus A330-300, 330-200, Boeing 737-800 và Boeing 737 MAX 8. Sau 1 tiếng 40 phút bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur và cập vào ống lồng ở nhà ga số 1. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cách quá cảnh từ một chuyến bay quốc tế sang một chuyến bay nội địa ở nhà ga số 1 sân bay Kuala Lumpur nhé. Lưu ý rằng đây là một hành trình thông chặng với cùng một mã đặt chỗ. Bây giờ mình đã hạ cánh xuống Kuala Lumpur rồi các bạn, và tiếp theo thì mình sẽ bay một chuyến bay nội địa nữa với Malaysia Airlines là từ Kuala Lumpur đi Kota Kinabalu, và đây là một chiếc chặng bay nội địa. Và tại đây thì mình sẽ đi vào một cái khu vực nhập cảnh riêng để sang cái sảnh nội địa luôn. Mình không phải lấy hành lý, mình không cần phải ra làm thủ tục lại từ đầu. Hành lý thì sẽ được chuyển thẳng đến Kota Kinabalu luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ xuống khu vực đó mình làm nhập cảnh, và sau đó thì mình sẽ bay tiếp một chuyến bay nội địa. Và ở sân bay Kuala Lumpur thì để các bạn quá cảnh đi nội địa thì các bạn không xuống cái chỗ mà nhập cảnh thông thường nha. Các bạn đi theo cái chỗ này Domestic Departure Gate nha. Đó, thì các bạn sẽ đi xuống đây thì sẽ có cái khu vực để các bạn nhập cảnh riêng. Các bạn đi theo cái lối đi cổng AB này thì mình sẽ đến cái chỗ nhập cảnh nha, nhập cảnh đây này. Sau khi mà làm thủ tục nhập cảnh xong thì là mình ra cái bảng điện tử đây để mình xem chuyến bay của mình là cửa bao nhiêu, vì lúc mình check in ở đầu test nhất thì là chưa có cái cửa ra cho cái chuyến bay này. Thì chuyến bay của mình là chuyến bay MH2640 đi Kota Kinabalu, khởi hành ở cửa A6 ha. Và cửa A6 thì là ở phía bên này. Bây giờ thì mình sẽ đi ra cửa, thì ở đây tìm cửa thì cũng dễ thôi các bạn. Cái này là bên sảnh nội địa nha. Thực ra nó cũng cùng một cái tòa nhà thôi. Lúc nãy là mình đi từ chỗ bên kia cổng quốc tế, mình nhập cảnh ở ngay tầng bên dưới. Rồi sau đó thì là mình đi xuống cái khu vực này, mình đến cái sảnh là sảnh nội địa, và mình đi ra cái cửa A6 để mình khởi hành thôi. Đây cửa A6 đi Kota Kinabalu. Đây là một chiếc Boeing 737 mà mình sẽ bay hôm nay đi Kota Kinabalu. Giờ thì mình chuẩn bị lên chuyến bay tiếp theo. Mình lại tiếp tục đồng hành với chiếc Boeing 737-800. Về nội thất thì chiếc này giống với chiếc mình bay qua Kuala Lumpur. Với chuyến bay nội địa kéo dài hơn 2 tiếng này, hãng sẽ phục vụ những gì? Các bạn tiếp tục theo dõi nha. Vừa lên máy bay xong thì trời đổ cơn mưa thoáng qua. Máy bay được đẩy lùi để khởi hành đúng giờ, lại bay tiếp thôi. Thời gian bay dự kiến được phi hành đoàn thông báo là 2 giờ và 15 phút. Máy bay dự kiến hạ cánh xuống Kota Kinabalu vào cuối giờ chiều và hy vọng mình vẫn kịp ngắm hoàng hôn. Ít phút sau khi cất cánh, các tiếp viên phục vụ bữa ăn cho hành khách. Đây là một chuyến bay giữa giờ chiều, nhưng có lẽ do chuyến bay cũng dài tới 2 tiếng 15 phút nên hãng phục vụ bữa ăn nóng luôn. Cái này thì mình đoán vậy thôi nha. Phần ăn nóng được đặt trong hộp giấy, đi kèm là bánh ngọt, túi lạc hay là đậu phộng rang muối quen thuộc.
Điều thú vị là mỗi suất ăn có thêm một gói chà là nhỏ nữa. Đây là một sự thú vị nhỏ nhỏ. Còn sự thú vị lớn đó là cho chuyến bay nội địa này có tới 3 lựa chọn cho món nóng lận. Lựa chọn đầu tiên là mì với bò, có vẻ như là bò sốt tiêu đen. Mình ăn thử một miếng thấy khá là ngon nha. Phần này thì cũng người đi cùng ở trong nhóm. Lựa chọn cho món nóng thứ hai là cơm chiên với cà ri cá kiểu Padang. Lựa chọn thứ ba là cơm gà masala. Mình đã quyết định thử món này. Dù sao thì mình cũng quen với đồ Ấn nên món masala này không thành vấn đề. Phần ăn được trình bày đẹp với một trái ớt lớn nằm ở giữa. Một bên là gà masala, một bên là cà ri khoai tây. Còn về hương vị thì món này gia vị không quá nồng như bên Ấn Độ. Mùi hương chỉ thoang thoảng và thực sự là gà rất là vừa miệng luôn nha. Và trong ba lựa chọn, món nóng hôm nay thì mình thấy món mì bò và cơm gà masala là được nhất. Ngoài ra, trên chuyến bay hãng cũng phục vụ các loại nước trái cây, nước ngọt có ga, trà và cà phê. Mình gọi một ly trà nóng dùng kèm với chà là và bánh ngọt. Chà là tạm ổn, nhưng bánh ngọt lại rất là ngon nha. Mình thấy ghi trên bao bì là marble cake, tạm dịch là bánh vân cẩm thạch, với đường vân sô-cô-la trên bánh trông như cẩm thạch. Bánh không ngọt lắm, dùng với trà rất là ngon. Thời gian còn lại của chuyến bay mình ngủ một giấc ngắn, sau đó dựng thẳng lưng ghế, mở cửa sổ để chuẩn bị cho việc hạ cánh. Ánh nắng vàng vọt cuối chiều bắt đầu chiếu trên cánh máy bay, vẫn hy vọng là máy bay đáp vừa lúc để mình có thể ngắm hoàng hôn. Và rồi máy bay cũng đáp xuống sân bay quốc tế Kota Kinabalu, lúc này khoảng 6 giờ 5 phút chiều. Mặt trời cũng sắp lặn, thời tiết đủ đẹp để có thể ngắm mặt trời thật to, tròn, đang chuẩn bị lặn xuống. Kết thúc một ngày bay 2 chuyến mà một khung cảnh đẹp như vậy thì cũng rất là xứng đáng. Lấy hành lý xong thì đi ăn uống, về khách sạn nghỉ ngơi là kết thúc một ngày nhiều trải nghiệm. Wow, hạ cánh xuống sau một cái là hoàng hôn quá đẹp luôn, là có rất nhiều hành khách đã nán lại để chụp cảnh hoàng hôn ở sân bay rồi các bạn. Đó, hôm nay hoàng hôn cực kỳ đẹp nha. Đây. Ai cũng bu lại chụp bởi vì nó quá đẹp rồi các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi về khu vực nhập cảnh để mình làm thủ tục. Tuy là bay nội địa nhưng mà cái bang bên Sapa này nó khó có cái quy chế về xuất nhập cảnh riêng. Thành ra là bay từ phía bên bán đảo mà sang bên Sapa này thì cũng phải làm thủ tục nhập cảnh nha. Đây chỗ này nè, nếu các bạn đến được từ khu vực bán đảo, bang Sarawak và cái khu hành chính đặc biệt là Buon thì các bạn phải đi hướng này để nhập cảnh vào bang Sapa nha. Còn nếu các bạn bay nội trong bang Sapa với nhau thì không cần phải nhập cảnh.
vào đây để làm nhập cảnh. Và như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong hành trình với hai chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Kuala Lumpur và nối tiếp đi Kota Kinabalu ở bang Sabah, phía đông Malaysia. Và bây giờ các bạn khoan tắt vlog lại nha, bởi vì ngay sau đây sẽ là hành trình quay trở về từ Kota Kinabalu đi Kuala Lumpur và quay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Và hành trình này có những gì thú vị, hay là có những cái món ăn, hay có những gì khác lạ, các bạn tiếp tục đón xem nha. Sau những ngày ở Kota Kinabalu và khám phá một số nơi hay ho ở bang Sabah thì mình ra sân bay về lại Việt Nam. Gần 7 giờ sáng, mình khởi hành từ khách sạn, mặt trời thì cũng vừa mọc. Tiếp tục với chuyến bay chiều về thì sáng nay mình đã dậy sớm và ra sân bay Kota Kinabalu để bay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên không có đường bay thẳng cho nên là hôm nay thì mình sẽ bay hai chặng. Một chặng là từ Kota Kinabalu đi Kuala Lumpur và sau đó thì mình sẽ quá cảnh ở Kuala Lumpur và bay tiếp về thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình làm thủ tục cũng nhanh, mình và những người bạn ra sân bay sớm nên cũng chưa nhiều khách làm thủ tục. Mình làm thủ tục cho cả hai chuyến bay về Việt Nam luôn và không cần làm thủ tục lại ở điểm quá cảnh Kuala Lumpur. Bây giờ thì mình đã làm thủ tục xong rồi và mình đã nhận hai thẻ máy bay. Một là cho chuyến bay từ Kota Kinabalu đi Kuala Lumpur và cái thứ hai là dành cho chuyến bay từ Kuala Lumpur về lại thành phố Hồ Chí Minh. Và tại Kuala Lumpur thì mình cũng không có phải đi ra ngoài để mình làm thủ tục trở lại và mình cũng không cần phải nhận hành lý luôn, hành lý sẽ được chuyển thẳng về thành phố Hồ Chí Minh. Và tại Kuala Lumpur thì mình sẽ đi theo một lối riêng dành cho khách quá cảnh từ nội địa sang quốc tế để mình làm thủ tục xuất cảnh và sau đó thì mình bay về thôi. Bây giờ thì mình vào làm thủ tục an ninh soi chiếu cũng như là xuất cảnh để bay về Kuala Lumpur. Thì đây là chuyến bay nội địa nhưng mà tuy nhiên thì là bang Sabah có những cái quy chế về xuất nhập cảnh riêng độc lập với lại bên Kuala Lumpur, thành ra là mặc dù là bay nội địa nhưng mà mình xuất cảnh khỏi bang thì mình vẫn phải làm thủ tục. Và đây là cái hướng đi đến cửa khởi hành. Thì các bạn thấy ở đây thì họ chia ra nè, nếu như bay những chuyến quốc tế bay đến khu vực bán đảo, bay đến bang Sarawak và cái vùng mà lãnh thổ Labuan thì là mình sẽ đi một cái hướng riêng đó. Còn nếu như mà mình bay bên trong bang Sabah thôi thì là mình sẽ đi cái lối riêng, và cái lối mà đi bên trong bang Sabah này thì mình sẽ không phải làm thủ tục xuất cảnh nha. Bây giờ mình sẽ vào làm thủ tục xuất cảnh khỏi bang Sabah. Sau khi làm thủ tục an ninh xong thì ở đây thì người ta lại chia ra tiếp làm hai nhánh, một nhánh là bay quốc tế, một nhánh là bay sang khu vực bán đảo bang Sarawak và vùng lãnh thổ liên bang Labuan. Mình đã làm thủ tục xuất cảnh khỏi bang Sabah xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi đến gần cửa số A8 là cửa của mình hôm nay. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ đi kiếm cái gì đi ăn đã. Sáng dậy sớm quá chưa có thời gian để ăn. Bên này thì mình thấy có McDonald's nè. Nhưng mà bên kia thì mình cũng thấy là có nhiều cái hàng quán ăn uống ở bên này hơn. Bên trong sân bay thì có nhiều hàng quán, nhưng mà tuy nhiên sớm quá nên có một số hàng quán vẫn chưa mở. Nhưng mà mình thấy là cũng có những cái chỗ để bán đồ ăn rồi nè, cà phê, đồ ăn nhẹ hoặc là chỉ có đồ ăn nhẹ thôi, mình nghĩ vậy. Đây có một tiệm hình như là bán cà phê, có loại bánh ngọt. Còn bên này thì mình thấy là có bán, có thể là bán những cái món ăn sáng nè. Đây bên này có Dunkin nè. Có cả sandwich nữa và các loại bánh donut. Có vẻ như hầu hết hành khách tập trung dưới McDonald's này, chắc là dễ ăn. Mình sẽ order ở trên máy luôn. Bây giờ gần đến giờ ra cửa khởi hành rồi, cho nên là mình đi bộ ra cửa A8 để khởi hành cho chuyến bay hôm nay đi Kuala Lumpur.
Xin chào tạm biệt bang Sabah. Hẹn gặp lại nha. Đây là cái hãng Maxwing nè các bạn, một công ty con của Malaysia Airlines. Và cái hãng này thì là chuyên những cái đường bay ở bên phía Đông Malaysia, bao gồm bang Sarawak, bang Sabah và lãnh thổ liên bang Labuan. Là một chuyến bay nữa, với chuyến bay này, thời gian bay dự kiến từ Kota Kinabalu đi Kuala Lumpur là 2 giờ và 20 phút, 10 giờ kém, máy bay được đẩy lùi để xuất phát. Máy bay cất cánh, mình có dịp nhìn lại cảnh biển đảo ở Kota Kinabalu trước khi chia tay nơi này, trong đó có đảo Mari Mari Sepangga mà mình sẽ chia sẻ trải nghiệm với các bạn trong vlog du lịch sau nha. Sau khi máy bay cất cánh, các tiếp viên đi phục vụ hành khách bữa ăn. Khác với chuyến trước thì chuyến này có hai lựa chọn cho món nóng. Lựa chọn thứ nhất là cơm tôm, kèm theo suất ăn là chai nước nhỏ, bánh ngọt và gói lạc hay là đậu phộng rang muối như mọi khi. Lựa chọn thứ hai cho chuyến này là cơm thịt gà ăn cùng rau củ. Mình có ăn thử món cơm tôm của người đi cùng thì thấy hương vị vừa phải, dễ ăn. Còn món cơm gà của mình thì thực sự sốt rất là ngon. Mình cũng tính xin thêm suất ăn nữa nếu như vé bay còn, nhưng mà sợ ăn nhiều quá nên lại thôi. Nhưng món này vị của nó rất là ổn nha. Thời gian còn lại thì mình ngồi uống nước và ăn bánh. Lúc này máy bay đang bay ngang qua khu vực thời tiết xấu, rung lắc, nên theo quy định, phi hành đoàn tạm ngưng phục vụ thức uống nóng như là trà, cà phê. Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur sớm hơn dự kiến một chút với thời gian bay chỉ chừng 2 tiếng 12 phút. Bây giờ thì mình sẽ vào nhà ga làm thủ tục xuất cảnh để bay tiếp về Việt Nam. Vì mình đã vừa hạ cánh xuống sân bay Kuala Lumpur sau chuyến bay từ Kota Kinabalu. Và bây giờ việc tiếp theo mình sẽ là mình đến chỗ cái line xuất cảnh để mình làm thủ tục xuất cảnh khỏi Malaysia ha. Và ở tại sân bay Kuala Lumpur thì mình không phải làm thủ tục lại từ đầu, cũng không cần phải lấy hành lý nữa. Hành lý thì đã được chuyển thẳng về Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Bây giờ mình chỉ làm thủ tục xuất cảnh là xong. Mình sẽ đi theo biển chỉ dẫn đến chỗ cái transfer counter này. Tiếp theo thì mình sẽ đi theo cái biển chỉ dẫn đến chỗ Immigration và International Departure, tức là chỗ này là làm thủ tục xuất cảnh
cho các chuyến bay quốc tế. Chuyến bay của mình là MH758 đi thành phố Hồ Chí Minh lúc 14:40, khởi hành ở cửa số H10 nha. Vậy thì mình đã làm thủ tục xuất cảnh xong rồi và đây là khu vực chờ để ra các chuyến bay quốc tế ha. Bên đây thì có khá những cái cửa hàng bán đồ miễn thuế nè, hoặc đồ lưu niệm các bạn có thể mua trước khi các bạn lên máy bay về ha. Hôm nay thì mình sẽ đi cửa H10, thì cửa H10 là ở phía bên kia các bạn kìa. Bên cái nhà ga chính ở bên này thì nói chung là rất là ít đồ ăn thức uống các bạn. Rất là ít các cái hàng quán. Muốn ăn thì phải sang bên cái nhà ga Satala bên kia, nhưng mà bây giờ đi sang bên đó xong rồi ăn xong rồi lại cấp tập lộn ngược về lại thì nó hơi mất thời gian, mà cũng còn nửa tiếng nữa là đến giờ boarding ghi danh thẻ lên máy bay rồi, nên chắc là mình sẽ kiếm một cái gì đó để mình ăn ở bên này luôn, ăn nhẹ, có thể là mì hoặc có thể là các cái loại cơm hoặc là cơm hộp hoặc là bánh mì sandwich. Bây giờ mình ra cửa khởi hành. Cửa khởi hành ở sân bay Kuala Lumpur thường mở sớm, khoảng 1 tiếng trước giờ khởi hành, nên ai muốn vào sớm ngồi cho yên tâm thì có thể ra nha. Nhưng mình khuyên là nên ra sớm, vì trước khi vào cửa khởi hành thì phải qua một lớp kiểm tra an ninh soi chiếu nữa. Máy bay cất cánh. Chuyến này hãng phục vụ tới 3 lựa chọn cho món nóng, và các lựa chọn thì cũng giống như chuyến bay trước từ Kuala Lumpur đi Kota Kinabalu. Chỉ có khác là suất ăn được trình bày trên khay và có đầy đủ bánh mì, bơ, bánh ngọt, trái cây và túi lạc hay là đậu phộng kèm theo một chai nước nhỏ. Các lựa chọn cho món nóng gồm có cơm chiên với cà ri cá kiểu Padang, cơm gà masala và mì xào bò. Và để thay đổi khẩu vị thì mình chọn mì xào bò. Món này ngon nha. Chuyến trước thì mình mới được ăn ké thôi. Chuyến này mình được ăn trọn vẹn món này. Chuyến bay này cũng khá ngắn nên ăn xong, ngồi nghỉ một chút xíu thì máy bay cũng chuẩn bị hạ độ cao rồi. Như vậy là mình đã kết thúc hành trình đi Malaysia ha. Và hôm nay thì là mình đã bay 2 chuyến từ Kota Kinabalu về thành phố Hồ Chí Minh với một điểm quá cảnh ở Kuala Lumpur. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình này nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến bay tiếp theo.